Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ đi quay lại cái cảnh mà đốt gom ở quê mình nha mọi người. Thì cái vụ đông xuân ở quê mình đó, thường thường là sau khi mình cắt lúa xong đó là độ khoảng vài ngày mình cho gom gạ nó khô rồi cái đầu mình tiến hành mình đốt gom nha mọi người. Thì ở đây ai cũng vậy hết á, thì vụ đông xuân này ai cũng phải đốt hết để mà mình đốt đốt hết gom này mình mới cày đắt được nha mọi người ơi. Nếu mình để những cái lằn gom đó nhiều quá thì khi mà mình đắt khi mà mình cày đó nó rất là khó, nó dễ bị lỗi lắm, bị gom dày quá thì cái chảo máy cày nó không có ăn xuống đất được, thành ra bắt buộc phải đốt. Thứ hai nữa là gom ở đây thì không ai mua, thường thường thì cái vụ hè thu á thì ở quê mình nó thì không có đốt, bởi vì hè thu thì cũng có nước, thành ra là mình thường thường mình chộc nhặng bỏ để cho nó mục thành phân, do khi gom gạ nó mục thì mình mới bắt đầu xả. Còn riêng cái vụ đông xuân này thì nguyên nhân là bị nước ở dưới sông bây giờ là nó mặn mọi người ơi, do mình không có xả nước vô ruộng được mà chụp gom được, chụp nhận gom xuống xuống bùn được đó. Quê mình giờ vụ này cái mùa này là nước sông nó cạn rồi, nó mặn luôn, bây giờ xả vô là coi như là hư đất hết, thành ra là gom mình phải đốt bỏ. Đốt gom thì nó hơi bị ô nhiễm môi trường á mọi người, mình cũng biết nhưng mà cũng đành phải chịu thôi, chứ nếu không đốt thì sẽ cài đất không được. Nhưng mà đốt thì nó chỉ cháy cái phần gom mình cắt thôi mọi người ơi, còn gạ thì gốc gạ thì hầu như là nó không có cháy hết ha, nó chỉ cháy hết cái phần gom mà mình cắt thôi, thành ra nó cũng không cháy hết nhiều. Đốt cho dễ dễ cài. Dùng đất của mình ở đây á, là không có xới được luôn, chỉ cài thôi. Nếu mà bây giờ mình cũng có làm thử rồi, cũng có xới thử rồi, nhưng mà xả lúa xuống thì nó lúa vẫn lên bình thường thôi, nhưng có cái là sau này lúa nó chín nó sẽ sập hết, bây giờ cái rễ lúa nó ăn không được sâu, là cái vùng đất mình là cái vùng đất nó phèn, thành ra nếu mà không cày á là nó lúa rễ lúa nó ăn rất là cạn, nó ăn ở trên mặt đất không à. Xới bây giờ xới thì nó đâu có được sâu mọi người, nó đâu có được sâu vào bằng cày, thành ra mình cũng có làm rồi là nó lúa nó đổ ngã dữ lắm. Vậy Bởi giờ vì mình đi mình ở qua đây cái miếng thường bên kia mình vụ đốt đông tiếp xuân là tục. phải cày hết. Đó mọi người thấy không, còn gốc gạ nhấp ha, không có cháy hết. Đi qua chiếc cầu khỉ. Mình đốt hết miếng này tới miếng kia. Miếng này mình chưa đốt luôn nữa nè. Giờ mình đốt luôn. Bên đó mấy đứa nhỏ nó đang thả diều nha mọi người. Tranh thủ nó ra thả diều buổi chiều á. Này là cái mương à mọi người, cá dữ lắm nha mọi người, nói chung là cá không có cá lớn, cá sặc cá rô là nhiều mọi người ơi, bởi vì mấy con cá này nó nhỏ quá thành ra không ai ăn, thành ra nó còn như cá lóc đồ là bị xỉn mắt hết rồi mọi người ơi. Đó, cá thấy mê luôn ha, nhưng mà ăn không Tròn nổi gì nha, lên cá YouTube mới được. nhỏ thì nó bị nó xương nhiều quá ăn không nổi. Sao dừng gì không không thả là gì? Con gì mà sao dây nó đứt tiêu rồi. Quá dữ ha, bài cao dữ ha. Còn gì lại chơi nữa Đang đâu cho không? rớt xuống đám lửa nha. Sao vậy? Rớt xuống đám lửa là rồi luôn đó. Ủa, con gì nhỏ xíu là của ai?
cái gì? Giấy á. Giấy. Nó xí xì vậy đó hả? Giấy mà. Ồ, ghê ta. Ủa? Mày á. Tao lại lồn qua. Con gì nhỏ xíu, tử đâu chim én bay không chứ. Nó lặn hết kìa. Không có đuôi hả? À? Con gì không có đuôi hả? À? Thử ha, gió mạnh là thả diều đã luôn ha. Ủa? Con gì, con gì lặn như chim én vậy. Nhìn xa xa như thấy mấy ruộng mình gom cấy hết rồi mọi người ơi. Có lẽ mấy anh em giáp với nhau nè. Nó đốt con ta cẩn lan của mình cháy hết luôn rồi. Cháy không hay luôn mọi người ơi. Quá dạ. Mà tính đốt mà cháy hết rồi. Thì mình khỏi đốt luôn ha. Còn gì nữa đâu mà đốt. Cho chuỗi luôn. Chứ mình cũng đi gáo gáo lại coi chỗ nào sót thì mình đốt mình dặm lại ha. Cho dễ cài chứ gì. Dạ cài xong. Đã cài xong thì cũng để đó à mọi người ơi. Thì mình thì ai có nhu cầu thì trang đất, sửa đất rồi cho nó bằng thẳng rồi lại kêu máy vô chở đất rồi ha, mình lắp chủng, lắp mương rồi ha. Rồi mình đợi khi nào mà mưa xuống á, mưa xuống có nước thì mình mới bắt đầu xạ lên nha mọi người. Chứ bây giờ là chỉ là ở không ngồi chờ thôi. Chắc có lẽ là tháng 4, tháng 5 mới xạ lại mọi người ơi. Chờ mưa xuống có nước thì mới xạ. Bởi vì nước dưới sông giờ nó mặn, thành ra mình không thể nào xạ được. Quê mình thì một năm chỉ có 2 vụ lúa là gì đó. Làm ruộng ở quê mình là vậy. Thì cuối clip mình xin chúc mọi người thật nhiều, có nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe nha mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.